sau sở 4T, ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long đánh bồi nàng hoa khôi Nam Em. Tối 29 tháng 2, ban đại diện ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long 2024 cho biết cuộc thi năm nay sẽ không đồng hành cùng đương kim Hoa khôi Nam Em, theo ban tổ chức chia sẻ như vậy. Với tiêu chí tôn vinh vẻ đẹp, nhân cách, trí tuệ, sắc đẹp cũng như rèn luyện bản lĩnh, tài năng của phụ nữ Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng, phụ nữ Việt Nam nói chung, chúng tôi nhận thấy đương kim Hoa hậu Nguyễn Thị Lệ Nam Em không phù hợp với tiêu chí và hình ảnh mà cuộc thi hướng tới. Cô ấy sẽ không đồng hành xuyên cùng cuộc thi. Sau sở 4T, thành phố Hồ Chí Minh, giờ đến ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long cũng ra tay với Nam Em. Đây được xem là một kết quả tất yếu khi mà chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã cho sở 4T ra tay với nàng hậu. Họ cố ý làm lớn câu chuyện lên, mặc dù Nam Em chưa hề công kích bất cờ một tên tuổi cụ thể nào trong làng giải trí. Ở Việt Nam có những trận đánh được dẫn đường bằng các cơ quan nhà nước hoặc các tờ báo lớn. Ví dụ khi đăng những thông tin chính trị hay tin nhạy cảm, các tờ báo quốc danh cũng phải liếc nhìn xem các báo lớn của đảng như tờ Nhân dân, Đài Tiếng nói Việt Nam, VTV, Thông tấn xã Việt Nam có lên tiếng hay không. Thường những tờ báo này lên tiếng thì các tờ báo khác đăng tin sẽ được an toàn. Nếu không, nhanh nhẩu cầm đèn chạy chiếc ô tô sẽ bị đảng cho tuyên giáo, xử mạnh tay. Trong trường hợp của Nam Em, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh được xem là đơn vị đánh dẫn đường, để rồi sau đó các tổ chức trong showbiz có hợp tác với Nam Em sẽ ra tay. Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long được xem là đơn vị đầu tiên đánh bồi sau cú ra đòn của sở 4T. Cho đến nay, diễn viên Hoài Linh, một tên tuổi được xem là cây đa, cây đề trong làng nghệ sĩ, đã gần như mất hút sau khi bị bà Nguyễn Phương Hằng bóc phốt. Việc bà Hằng tố một số nhân vật thuộc giới showbiz đã làm cho nhiều nghệ sĩ khốn đốn. Bài học Hoài Linh vẫn còn đó, khiến những nhân vật quyền lực trong showbiz không muốn xuất hiện một Phương Hằng thứ hai. Trong một livestream, Nam Em đã từng nói như sau: thử khui hết showbiz đi, có người nào không cặp đại gia thì tôi đi bằng đầu. Quần quần áo áo hàng hiệu ở đâu? Showbiz trả tiền đâu có cao để mua hàng hiệu, không có bông hoa tuyết nào trong sạch hết. Tuy nhiên, Nam Em chưa nói hết sự thật. Những người trả tiền cho các nàng showbiz mua hàng hiệu đâu chỉ có đại gia mà còn có giới quan chức của đảng. Đại gia chắc gì đã giàu có và dễ kiếm tiền bằng giới nắm chức nắm quyền. Nếu là nhà nước pháp quyền thì chính quyền sẽ không thể tùy tiện triệu tập người dân nếu người đó không có hành vi cấu thành tội phạm. Nếu chính quyền gửi giấy mời cho dân thì theo luật dân có quyền từ chối, bởi giấy mời và giấy triệu tập khác nhau ở nghĩa vụ chấp hành. Giấy triệu tập là bắt buộc phải tuân thủ theo quy trình tố tụng, còn giấy mời thì không bắt buộc tuân thủ và người dân có quyền từ chối. Tuy nhiên, sở 4T thành phố Hồ Chí Minh rất gian, họ chỉ phát giấy mời nhưng thực chất là triệu tập. Nam Em có trách nhiệm phải đến làm việc mà không thể từ chối. Nếu từ chối, có thể giấy mời tiếp theo là của công an thành phố Hồ Chí Minh chứ không phải của sở 4T nữa. Hoa khôi Nam Em. Tối 28 tháng 2, bạn trai của Nam Em có lời đính chính trên trang Facebook của Nam Em rằng có nhận giấy mời chứ không phải giấy triệu tập của sở 4T. Nhưng nếu Nam Em dám từ chối giấy mời này, thử xem liệu cô có thoát khỏi nanh vuốt của chính quyền hay không. Mặc dù không nêu đích danh ai trong giới showbiz mà cũng không réo tên quan chức nào, nhưng chính quyền và các đơn vị đang làm việc với Nam Em trong showbiz xem cô như là một tội phạm vậy. Dường như kế hoạch phong sát nàng hậu này đang được tiến hành. Từ sau vụ bà Nguyễn Phương Hằng, chính quyền và giới showbiz đen dường như ngày một tỏ ra nguy hiểm hơn. Họ đang phòng ngừa từ xa để mà tránh hậu họa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin sau sở 4T, ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long đánh bồi nàng hoa khôi Nam Em. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm đề. Nguyễn Trần Trung Quân, ca sĩ hát cho chùa Ba Vàng, bị méo miệng. Vào ngày 27 tháng 2, báo Thanh Niên cho biết ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân gặp triệu chứng liệt dây thần kinh số 7 và đã bị méo miệng. Nhờ được cấp cứu kịp thời, sức khỏe và tinh thần ca sĩ này đã ổn định hơn. Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân, năm nay 32 tuổi, anh theo học Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam từ nhỏ và gặt hái được một số giải thưởng như Giải ca sĩ trẻ triển vọng dòng nhạc nhẹ Sao Mai 2011, Top 4 Sao Mai điểm hẹn 2012. Hiện nay anh có một lượng fan hâm mộ đông đảo. Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân đã bị méo miệng và đang bị điều trị. Vào ngày 27 tháng 10 năm 2020, ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân đến chùa Ba Vàng và biểu diễn trong đêm văn nghệ thứ 3 của lễ hội Hoa Cúc năm 2020. Việc hát tại chùa không có gì đáng nói, tuy nhiên chùa Ba Vàng là của sư Thích Trúc Thái Minh đầy tai tiếng. Sư Thích Trúc Thái Minh dùng chùa Ba Vàng để kinh doanh mê tín dị đoan công khai. Ông ta luôn nghĩ ra rất nhiều chiêu trò, đa phần là dối trá để thu hút con nhang đệ tử đến với chùa. Và từ đó, ông thu tiền cúng dường. Mời ca sĩ về chùa biểu diễn là một cách như vậy. Việc sư Thích Trúc Thái Minh mời ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân về hát là một cách quảng cáo cho chùa. Tuy nhiên, khi về chùa Ba Vàng hát, vô tình ca sĩ này đã dẫn fan của mình đến đây và có khả năng biến họ trở thành con mồi trong sư giả. Muốn đến cửa Phật cần chọn một ngôi chùa chân tu chứ không chọn một ngôi chùa trá hình như chùa Ba Vàng. Vào năm 2019, Nguyễn Trần Trung Quân từng lên trên trang Facebook cá nhân của mình những bài viết phản đối đường lưỡi bò. Tuy nhiên, sau đó anh ta đã xóa tất cả những bài viết này. Cũng theo Wiki, anh ta rút bài vì video âm nhạc tự tâm của anh nhận được sự ủng hộ của khán giả tại nhiều quốc gia, trong đó có cả khán giả từ Trung Quốc. Việc xóa bài khỏi mạng xã hội Facebook khiến cho ca sĩ này đã bị không ít khán giả Việt Nam tẩy chay. Bởi chỉ có đảng mới sợ ông bạn vàng láng giềng, còn người dân Việt Nam thì không có gì phải sợ. Cách lý giải về việc rút bài của Nguyễn Trần Trung Quân trên mạng và trên trang Wiki rất kiên cưỡng bởi video âm nhạc của anh chủ yếu phát hành cho khán giả Việt Nam. Việc rút bài khiến ca sĩ mất rất nhiều fan là người Việt. Số lượng fan Việt Nam tẩy chay anh ước tính phải gấp rất nhiều lần fan Trung Quốc của anh, nếu có. Thật ra, một số ý kiến ngoài luồng cho biết đảng ta đã gây áp lực buộc ca sĩ phải rút bài, chứ chẳng có fan người Trung Quốc nào cả. Có điều, đảng tạo áp lực ngầm, không công khai trên truyền thông. Làm ca sĩ ở đất nước này cũng phải biết vâng lời, nếu không sẽ bị phong sát. Ai cũng biết, đảng sợ bạn vàng nên đảng càng không để cho người nổi tiếng thể hiện quan điểm ngược với ý đảng. Nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng là những người có khả năng dẫn dắt xã hội rất mạnh vì họ có một lượng fan hùng hậu. Chuyện ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân bị liệt dây thần kinh số 7 gây méo miệng chỉ là một căn bệnh bình thường. Con người vốn thường xuyên bị cuốn vào vòng xoáy sinh lão bệnh tử. Việc ca sĩ bị méo miệng lại càng không phải là chuyện nhân quả gì. Với tuổi trẻ và sức lực dồi dào, rồi ca sĩ này sẽ nhanh khỏi bệnh. Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân trình diễn tại chùa Ba Vàng vào năm 2020. Từ lâu nay, showbiz vẫn là nơi sức hút fan rất mạnh từ xã hội. Cho nên, những phát ngôn của ca sĩ, diễn viên, hoa khôi đều có thể gây ảnh hưởng đến xã hội. Chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam muốn kiểm soát hoàn toàn tư tưởng và phát ngôn của giới showbiz. Cho nên, khi ca sĩ muốn thể hiện quan điểm chính trị thì cần cân nhắc cẩn thận. Là công dân Việt Nam muốn yêu nước theo cách của mình cũng không được, mà phải yêu nước theo cách của Đảng thì mới xong. Sư Thích Trúc Thái Minh nhìn thấy khả năng dẫn dắt xã hội của ngôi sao nên ông ta mời đến chùa để dẫn dụ fan của họ cùng đến. Thích Trúc Thái Minh có tư duy giống Đảng nên nhìn thấy điều đó. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm đề với bản tin Nguyễn Trần Trung Quân, ca sĩ hát cho chùa Ba Vàng, bị méo miệng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề
để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de